nguồn nước cấp cho nuôi tôm ngày càng ô nhiễm dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa và nông nghiệp thâm canh. Thành phần ô nhiễm rất phức tạp, từ những yếu tố không tan như cặn hữu cơ, mầm bệnh đến những thành phần hòa tan như phèn, kim loại nặng, kháng sinh, thuốc trừ sâu. Giải pháp lắng lọc và khử khuẩn bằng hóa chất hiện tại chỉ có thể xử lý được một số vi khuẩn và các hạt chất rắn không tan, không thể giải quyết các phần hòa tan không mạo. Với đội ngũ nhà khoa học đa ngành và giàu kinh nghiệm, Huetronics cung cấp bộ giải pháp xử lý nước toàn diện, ứng dụng công nghệ sinh học và vật lý điện hóa siêu âm không hóa chất độc hại. Đầu tiên, nước bẩn được loại bỏ một phần chất rắn lơ lửng bằng nano bubble. Sau đó, các thành phần ô nhiễm hữu cơ được hấp thụ vào tế bào vi sinh có lợi khi đi qua giá thể sinh học, sẵn sàng cho công đoạn điện hóa siêu âm để bóc tách hết các tác nhân ô nhiễm. Các phần tử trong dòng nước trải qua buồng điện hóa được cung cấp năng lượng lên trạng thái kích thích giả bệnh với thời gian lưu kéo dài, tạo nên dung dịch anodlite có hoạt tính oxy hóa cao. Quá trình điện hóa này sẽ ra liên tục tạo thành hàng loạt gốc oxy hóa rất mạnh như hydroxin, H2O2, ozone, HClO, ClO. Thêm vào đó, dưới tác động của năng lượng siêu âm công suất, vật chất trong dung dịch sẽ đạt đến trạng thái plasma trong thời gian ngắn, khiến các hạt bọt khí bị nổ tung, tạo nano bubbles có tác dụng ưu việt trong diệt khuẩn, diệt tảo, phân hủy kháng sinh, thuốc trừ sâu và kết tủa kim loại độc. Kết quả, trên mương bốc thải, các phản ứng hóa học xảy ra mạnh mẽ, kết tủa kim loại nặng lắng xuống lòng kênh. Chất hữu cơ, sát tạo, sát vi khuẩn kết tủa dạng bọt cũng được loại bỏ khỏi dung dịch, trả lại dòng nước sạch hoặc tính cao, sẵn sàng cấp nước ổn định cho vụ nuôi về đích thành công. Với hiệu quả xử lý nước triệt để, nhanh chóng, an toàn cho người lao động, Huetronics sẵn sàng tư vấn giải pháp xử lý nước riêng cho trang trại của bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi, số điện thoại 088 606 9011. Sa Qua, nuôi nước trước nuôi tôm.